Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sau đây, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Vào đầu giờ chiều nay, bão số 3 đổ bộ vào đất liền gây mưa to và gió cực mạnh, ảnh hưởng một số địa phương vùng tâm bão. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam công bố triển khai thực hiện hỗ trợ công dân Việt Nam đi làm việc trong ngành nông nghiệp tại Australia. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp trao học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Thưa quý vị, vào hồi 16 giờ chiều nay thì bão số 3 được xem là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ đã vào đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất cấp 12, 13, tức là từ 118 tới 149 km/h, giật cấp 15. Theo ghi nhận, với sức gió mạnh, một số tòa nhà lớn như tòa nhà hành chính công tại tỉnh Quảng Ninh đã bị bão thổi bay lớp kính, nhiều ngôi nhà, cửa hàng mặt phố khu vực ven biển thuộc Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh và trung tâm thành phố Hải Phòng bị tốc mái, bung vách kính, dở dụng khi bão Yagi quét qua. Tại thành phố Hạ Long, gió cực mạnh cuốn bay nhiều biển hiệu quảng cáo, mái tôn, quật đổ hàng loạt cây xanh bên đường. Gió giật rít liên hồi, kèm mưa lớn xối xả, người dân đóng chặt cửa không ra ngoài vào thời điểm này. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, đến 13 giờ, theo ghi nhận bước đầu tại Quảng Ninh, Hải Phòng, bão Yagi đã làm 5 tàu xi măng, 1 tàu gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu Quảng Ninh, 146 cây xanh tại Quảng Ninh, Hải Phòng bị ngã đổ. Vào trưa nay 7 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tới thành phố Hải Phòng trực tiếp chỉ đạo tại Bộ Chỉ huy Tiền phương Phòng chống cơn bão số 3 đặt tại thành phố Hải Phòng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các địa phương ven biển phải duy trì cấm đường, hạn chế tối đa người dân ra khỏi nhà đến sau 20 giờ để giảm thiểu thiệt hại về sức khỏe, tính mạng cho nhân dân do cây ngã đổ, một số công trình xây dựng nhỏ bị tốc mái, sập đổ. Phó Thủ tướng cũng lưu ý phải duy trì thật tốt các kênh thông tin liên lạc giữa Sở Chỉ huy Tiền phương, các bộ ngành chính quyền các cấp và các lực lượng để kịp thời chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu kịp thời với các tình huống xảy ra. Thông tin vào lúc 16 giờ hôm nay sau khi bão số 3 áp sát đất liền, Hải Phòng đã bắt đầu ghi nhận thiệt hại về người với một trường hợp tử vong do tôn bay vào người. 20 trường hợp được cấp cứu tại bệnh viện khi bị cành cây gãy rơi đổ vào người. Mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3, nhưng theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ ngày hôm nay 7 tháng 9, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày giảm mây, có mưa rào nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau bao gồm vùng biển thành phố Hồ Chí Minh có gió tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, độ cao sóng từ 2 đến 4 m, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan gió tây nam cấp 5 giật cấp 6 cấp 7, độ cao sóng từ 1,5 đến 2,5 m. Trên cả hai vùng biển thời tiết có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy. Để chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển, các đơn vị và địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển qua bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, website Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Trước khi bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh thì đã xuất hiện những thông tin thất thiệt trên một diễn đàn với 35.400 thành viên. Trên nhóm Facebook có tên Toàn cảnh báo chí tại địa chỉ www.facebook.com/group/pháp luật cuộc sống.vn xuất hiện thông tin SOS bão đổi hướng đi thẳng vào Hải Phòng, Hà Nội. Nội dung trên chỉ nhận được 3 ký hiệu like, 2 mặt buồn nhưng nằm trong một nhóm với 35.400 thành viên nên cũng gây ít nhiều lo lắng. Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những người đang trực tiếp phân tích, tham mưu công tác phòng chống bão số 3 khẳng định đến thời điểm 11 giờ trưa nay chưa có dự báo nào về việc bão số 3 đổi hướng, đặc biệt chưa có dự báo cảnh báo nào về việc bão số 3 sẽ đi thẳng vào Hải Phòng, Hà Nội. Tuy không ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 3, nhưng mấy ngày nay, các địa phương trong thành phố Cần Thơ xuất hiện nhiều cơn mưa kèm theo dòng gió lớn gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Công tác chủ động phòng tránh thiệt hại đang được các ngành chức năng trong thành phố tập trung triển khai.
kiểm tra và cắt mé nhánh cây, tàn cây có nguy cơ ngã đổ, kết hợp chặn buộc lại các loại dây điện, cáp quang, mạng viễn thông trên các tuyến đường, nhất là đại lộ Hòa Bình, đường Lý Tự Trọng 30 tháng 4, Nguyễn Trãi, Quang Trung, không để vướng vào cành cây gây chập cháy khi có mưa bão dông lốc. Đó là công việc mà quận Ninh Kiều đang tập trung triển khai trong mấy ngày gần đây. Để ứng phó kịp thời cho cái mùa mưa bão thì đơn vị cũng bố trí cán bộ công nhân viên cũng như là người lao động, thiết bị trực 24/24 để xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Quận Ninh Kiều có 15 công viên tiểu đảo và 68 tuyến đường, được trồng gần 11.000 cây xanh, chủ yếu là sao, dầu, bằng lăng, xà cừ, lim và phượng. Trong đó tuyến đường Nguyễn Trãi có nhiều cây cổ thụ. Cùng với xử lý cây xanh, không để ngã đổ, gây ảnh hưởng đến người đi đường, ngành chức năng còn tập trung kiểm tra hệ thống điện tại các công viên, khu vực công cộng, nơi vui chơi, giải trí. Đối với hệ thống điện chiếu sáng thì hiện nay là phòng quản lý đô thị cũng cho các đơn vị duy tu tăng cường để mà kiểm tra những cái vị trí mà đặc biệt là vị trí mà có ngập nước. Ngoài ra thì đối với các đèn tín hiệu giao thông thì cũng cho kiểm tra các biển báo treo trên cái đèn giá Long Môn để tránh mùa mưa bão thì nó sẽ rơi. Cùng với quận Ninh Kiều, các quận huyện trong thành phố cũng đang tập trung thực hiện công tác ứng phó với thiên tai, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác với mưa dông, đảm bảo an toàn, nhất là tại các khu vực có nguy cơ. Đồng thời bố trí các lực lượng ứng trực tại chỗ liên tục theo phương châm 4 sẵn sàng. Đi khảo sát, là kiểm tra ngay những cái tàn cây nào lớn có khả năng là gãy đổ thì coi như là cắt, là tỉa cả tàn xuống. Đối với các cái tuyến đê bao cũng là chuẩn bị sẵn sàng là ứng phó với các cái cơn bão, tuyên truyền vận động người dân trên đài là truyền thanh cũng có cái cảnh giác là phòng ngừa, trước nhất là cái nhà mình là phải chằng chéo và phát quang những cái cành, những cái cây có thể đổ ngã. Phòng quản lý thị đã phối hợp với thanh tra thông kiểm tra cụ thể các từng bến đò, và đối với bến đò là phải đảm bảo về an toàn kỹ thuật. Đối với chủ bến là phải đảm bảo an toàn kỹ thuật, phương tiện là phải có phao cứu sinh, người lái là phải có bằng cấp chuyên môn phù hợp. Phòng quản lý thị đã chỉ đạo cho cái đơn vị mà duy trì chiếu sáng là kiểm tra cụ thể từng tiếng để phát hiện những cái rò rỉ điện là khắc phục ngay. Trên các tuyến đường sông, các chủ bến, tài công, thuyền trưởng các bến đò, bến phà, bến tàu du lịch cũng đã cam kết với chính quyền địa phương trong hoạt động vận chuyển du khách mùa mưa bão. Theo đó, thực hiện việc giảm tải 20% và sẽ tạm dừng hoạt động khi thời tiết có mưa dông. Phải thực hiện để giảm tải hành khách là 20%, và trong quá trình là vận hành thì chúng tôi phải thực hiện các cái quy định là như là phát dụng cụ nổi hoặc hành khách và phải mặc áo phao thì mới lên phương tiện, là chúng tôi mới chấp nhận chúng tôi đưa ngang sông. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên thời tiết sẽ còn diễn biến phức tạp. Cùng với các ngành chức năng, người dân cần nâng cao cảnh giác, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để điều chỉnh việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất cho phù hợp và đảm bảo an toàn. Xin tiếp tục chương trình với các thông tin khác. Theo thông tư số 03 và 04 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông, thì từ ngày 16 tháng 9 năm 2024, hệ thống 2G sẽ ngừng phục vụ các thuê bao sử dụng máy điện thoại 2G để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Đến nay, VNPT Cần Thơ đã vận động trên 18.000 khách hàng không sử dụng sóng 2G, và từ nay đến giữa tháng 9 năm nay sẽ tiếp tục vận động gần 8.000 khách hàng nữa, đồng thời xây dựng nâng cấp thêm các trạm phát sóng 4G, mở rộng phủ sóng đến 100% địa bàn thuộc 83 phường, xã, thị trấn trong thành phố. Cùng với việc vận động khách hàng tham gia, VNPT Cần Thơ còn triển khai chiến dịch hỗ trợ thuê bao di động 2G lên 3G, 4G, và nhất là việc triển khai chính sách hỗ trợ thiết bị đầu cuối và hỗ trợ cước cho khách hàng nhằm thúc đẩy chuyển đổi từ thiết bị 2G sang 3G, 4G. 8 tháng qua, xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 4,5 đến 4,6 tỷ đô la, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sầu riêng đóng góp quan trọng trong sự tăng trưởng của ngành rau quả với kim ngạch xuất khẩu trên 1,8 tỷ đô la.
Năm 2023, Việt Nam xuất khẩu khoảng 500.000 tấn sầu riêng tươi, đạt kim ngạch 2,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó 90% xuất khẩu sang Trung Quốc. Dự báo nhu cầu sầu riêng của Trung Quốc còn tiếp tục tăng để phục vụ lễ hội Trung thu sắp tới. Đáng chú ý, ngày 19 tháng 8, Việt Nam đã ký nghị định thư xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc, mở ra bước ngoặt mới, thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng mạnh mẽ, vững chắc hơn. Hiện Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để vươn lên vị trí số 1 về xuất khẩu sầu riêng vào thị trường Trung Quốc. Thị phần sầu riêng của Việt Nam tính theo kim ngạch đã tăng từ 32% của năm ngoái lên mức 57%. Dự báo xuất khẩu sầu riêng trong những tháng cuối năm nay sẽ tăng cao hơn, cả năm có thể chạm mốc 3,5 tỷ đô la Mỹ. Với đà tăng trưởng như hiện nay, rau quả Việt Nam có thể sẽ vươn tới kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 7 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, liên tiếp trong vài tuần trở lại đây thì Việt Nam đã ký được nhiều văn bản quan trọng để xuất khẩu dừa tươi, sầu riêng cấp đông sang thị trường Trung Quốc và chanh dây sang thị trường Hoa Kỳ. Đây là một thông tin rất vui đối với nông dân. Tuy nhiên, để các loại nông sản này sớm lên đường xuất ngoại, nhất là mặt hàng sầu riêng cấp đông, thì ngay từ bây giờ, các cấp, các ngành, các đơn vị doanh nghiệp và bà con nông dân cần phải chuẩn bị nhiều việc. Chúng tôi xin giới thiệu chia sẻ của ông Lê Văn Thiệt, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về vấn đề này. Bà con nông dân, nhất là đối với bà con nông dân mà coi như trồng sầu riêng, cũng như là các cái doanh nghiệp coi như là tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng, đặc biệt là xuất khẩu sang Trung Quốc, thì coi như là có một cái tin rất là vui mừng. Đó là phía Trung Quốc đã đồng ý và ký cái nghị định thư với Việt Nam cho phép cái sầu riêng đông lạnh xuất khẩu. Sắp tới là cái việc là xuất khẩu sầu riêng đông lạnh thì nó sẽ là rất là thuận lợi. Cái thứ nhất là coi như là các cái mã số vùng trồng cũng như là các cái mã số đóng gói thì xuất khẩu sầu riêng tươi thì coi như chúng ta đã có sẵn rồi, thì chúng ta là làm cái cơ sở để mà chúng ta xuất khẩu cái sầu riêng đông lạnh. Thì khi mà xuất khẩu sầu riêng đông lạnh thì chúng ta là chỉ trang bị một số cái yêu cầu theo cái nghị định thư, như là coi như là cái kho lạnh, rồi cái bao bì mẫu mã thì coi như là theo phía họ. Thì tuy nhiên nó có một cái khó khăn là cái việc xuất khẩu sầu riêng đông lạnh không phải là như các cái loại trái cây mà chúng ta đã xuất như trước đây, mà chúng ta là phải tuân thủ theo cái lệnh 248, 249, nghĩa là doanh nghiệp xuất khẩu thì phải đăng ký với Tổng cục Hải quan của họ, rồi phải là đáp ứng các cái tiêu chí theo cái quy định thì chúng ta là mới xuất khẩu được. Thì hiện nay thì hầu hết là các cái doanh nghiệp thì đã đăng ký về phía Trung Quốc rồi, thì do đó tôi nghĩ là chỉ còn là một số doanh nghiệp nào là chưa đăng ký, thì tôi đề nghị là các cái doanh nghiệp liên hệ với Cục Bảo vệ Thực vật. Phía Trung Quốc yêu cầu trong cái nghị định thư tất cả các mã số vùng trồng, mã số nhà đóng gói đều phải có cán bộ kỹ thuật của chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đã được tập huấn ở Cục Bảo vệ Thực vật thì phải là giám sát có tên trong cái mã số vùng trồng và cái mã số đóng gói. Thì cán bộ kỹ thuật này là thực hiện cái việc là đánh giá, tập huấn, giám sát và hướng dẫn cho cái vùng trồng và nhà đóng gói thực hiện đáp ứng các cái yêu cầu quy định trong cái nghị định thư để mà đáp ứng cái yêu cầu xuất khẩu sang cái phía Trung Quốc. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã công bố triển khai thực hiện hỗ trợ công dân Việt Nam đi làm việc trong ngành nông nghiệp tại Australia theo chương trình di chuyển lao động giữa Australia và Việt Nam. Theo chương trình trên, chính phủ Australia sẽ cho phép tối đa 1.000 lao động Việt Nam làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Australia tại cùng một thời điểm. Người lao động Việt Nam tham gia chương trình có thể làm công việc ngắn hạn từ 6 đến 9 tháng hoặc làm công việc dài hạn từ 1 đến 4 năm. Vị trí việc làm của người lao động Việt Nam chỉ yêu cầu có kỹ năng nghề thấp đến bán lành nghề trong ngành nông nghiệp như trồng trọt, chế biến thịt, thủy sản, bao gồm nuôi trồng thủy sản và lâm nghiệp. Việc lựa chọn doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người sử dụng lao động Australia tham gia vào chương trình được thực hiện trong tháng 9. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Chính phủ Australia cùng phối hợp lựa chọn doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam tham gia vào chương trình. Hôm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai, Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Học bổng là khoản viện trợ phi dự án hỗ trợ học bổng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Cần Thơ.
Huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, mỗi nơi có 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập được nhận học bổng, mỗi suất trị giá 1.250.000 đồng do tổ chức Legacy Charity Hoa Kỳ LC tài trợ. Thông qua chương trình nhằm góp phần giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực tiếp tục đến trường, giúp gia đình các em giảm bớt áp lực về các khoản chi phí mua dụng cụ học tập và chi phí học, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn bỏ học. Cũng sáng ngày hôm nay, chi bộ cơ yếu công nghệ thông tin thuộc Đảng bộ, Văn phòng Thành ủy và Trung tâm Công nghệ thông tin VNPT Cần Thơ phối hợp Ban chấp hành đoàn xã Xuân Thắng tổ chức chương trình về nguồn tại huyện Thới Lai. Đoàn đến dân hương đền thờ Châu Văn Liêm tại huyện Thới Lai và di tích An Nam Cộng sản Đảng trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Tại mỗi nơi đến, đoàn tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Châu Văn Liêm, cũng như ôn lại quá trình hoạt động phát triển của các phong trào yêu nước và tổ chức An Nam Cộng sản Đảng từ những ngày đầu trứng nước tại mảnh đất Cần Thơ vào truyền thống cách mạng. Dịp này, đoàn thăm mô hình nuôi cá thác lát cườm của thanh niên làm kinh tế hiệu quả xã Xuân Thắng và trao tặng 10 chiếc xe đạp, 10 suất học bổng và 50 phần quà gồm tập sữa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Thắng. Nhân dịp đầu năm học mới 2024-2025, tổng kinh phí trao tặng quà là 30 triệu đồng do chi bộ cơ yếu công nghệ thông tin thuộc Đảng bộ Văn phòng Thành ủy và Trung tâm Công nghệ thông tin VNPT Cần Thơ tài trợ. Cũng trong sáng nay, chi đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ phối hợp với chi đoàn cơ sở Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa khó học tốt tại quận Ô Môn nhân dịp đầu năm học mới 2024-2025. Tại trường Trung học cơ sở Thới Hòa, quận Ô Môn, 30 phần quà gồm tập vở, ba lô và bánh trung thu đã được trao cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực trong học tập. Các em cũng được cắt tóc miễn phí để tự tin bước vào năm học mới. Trong sáng nay, đoàn viên hai chi đoàn đã đến dân hương tại đền thờ Châu Văn Liêm ở xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Hoạt động này khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, thúc đẩy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng. Thưa quý vị, hướng về vùng biên giới, về thăm lại chiến trường xưa tại hai huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 9, Sư đoàn 8, Quân khu 9 tổ chức khám bệnh, tặng quà cho gia đình chính sách, trao thẻ bảo hiểm y tế, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại trường Trung học cơ sở Tân Phước, Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 9 và Báo Dân trí trao 500 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh hai huyện vùng biên giới Tân Hồng và Hồng Ngự với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. Việc làm này giúp các em giảm gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe cho gia đình, đồng thời góp phần bao phủ bảo hiểm y tế trong học sinh. Hoàn cảnh gia đình con thì cũng hơi khó khăn, tại vì trong gia đình con có chỉ có mình mẹ con đi làm thôi, để nuôi hai chị em, không đủ tiền để mua bảo hiểm y tế. Khi con được nhà tài trợ cho phí bảo hiểm y tế, con rất biết ơn và trân trọng nó. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để thành con ngoan trò giỏi, để không phụ lòng quý nhà tài trợ. Về cái tỷ lệ mà hộ nghèo thì nó sẽ kéo theo các cái gia đình mà các con em có cái tiếp cận cái việc bảo hiểm, cũng là một cái góc độ để mà địa phương sẽ quan tâm. Thì đợt này thì Báo Dân trí cũng đã quan tâm hỗ trợ cho cái các em nhân cái dịp đúng vào cái khai giảng năm học mới, thì qua đó sẽ góp phần tạo điều kiện tốt hơn để các em nó đến trường. Bên cạnh đó thì được cái chăm sóc sức khỏe tốt hơn và đặc biệt là được hưởng các cái chính sách về bảo hiểm y tế trong cái thời gian sắp tới. Dịp này, Hội đồng dòng họ Vũ Võ Cần Thơ trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi thuộc dòng họ Vũ Võ trên địa bàn huyện Tân Hồng, giúp thêm điều kiện để các em mua sắm tập sách, dụng cụ học tập, tiếp sức các em đến trường trong năm học mới. Gia đình cũng khó khăn, ba con thì đi làm thuê. Mẹ con thì ở nhà làm nội trợ, nuôi ba chị em, con đi học. Lần này con nhận được cái suất học bổng này, con cảm thấy rất là vui. Con nhận suất học bổng này đưa cho mẹ để mẹ đóng học phí cho con. Cùng thời gian trên, tại Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Mỹ Đức Cần Thơ phối hợp với Hội đồng dòng họ Vũ Võ Cần Thơ tặng quà cho 100 gia đình chính sách, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 lượt bà con thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Tân Hồng. Khi mà được chính quyền áp phát cái giấy và nói có cái đoàn
y bác sĩ đến khám bệnh và tặng quà thì tôi cũng mừng lắm, cũng như đa số các cụ á. Bởi vì ngoài cái việc mà đoàn đến khám thì tụi tôi không có khả năng để mà đi tiến trên để mà khám bệnh, cho nên rất mừng được đoàn đến khám chăm sóc sức khỏe, rồi được thuốc uống, rồi được tặng quà vậy thì chúng tôi hết sức là cảm kích, vô cùng biết ơn cái đoàn cũng như là đảng nhà nước nó quan tâm chăm lo sức khỏe đến người cao tuổi như chúng tôi. Ở cái địa phương Tân Hồng này thì nhân dân hầu như là đều làm nghề nông, và gia đình là ngày xưa cũng tham gia kháng chiến trong chống Mỹ, rồi nhất là đối với cái chiến tranh biên giới, nhân dân đã phục vụ và đóng góp có nhiều công sức, thì chúng tôi muốn là đóng góp công sức của mình để là giúp nhân dân là chăm sóc sức khỏe, rồi giúp nhân dân là có một cái sức mẹ khỏe tốt, để làm thế nào là nhân dân là làm nghĩa vụ phục là của người công dân để phục vụ đất nước và phục vụ quê hương để ngày càng phát triển giàu đẹp. Các hoạt động thiết thực ý nghĩa giúp học sinh, người dân có những biện pháp chăm sóc bảo vệ sức khỏe ngày càng tốt hơn, đồng thời góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Các phần trụ, dầm cầu nằm phơi nắng, phơi mưa mấy năm nay, trong khi việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Đây là một thực tế đáng buồn nhưng lại đang diễn ra suốt nhiều năm tại huyện Cờ Đỏ, gây bức xúc cho người dân. So với cái đường thì nó rất là thông thoáng nhưng mà cầu rất là khó khăn. Thứ hai nữa là cái an toàn giao thông á, ổ gà nó dễ mất an toàn giao thông. Thì cũng đề nghị là đầu tư đồng bộ hết để cho người dân thuận tiện đi lại, để giao thông nó thông thương. Công trình xây dựng 4 cây cầu trên tuyến đường từ ngã ba Nông Trường tới sân phơi số 4 thuộc địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, dự kiến hoàn thành vào tháng 9 này. Nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang, khiến cuộc sống sinh hoạt của bà con bị đảo lộn, đi lại khó khăn. Mặc dù đơn vị thi công đã làm việc trách nhiệm, nhưng việc không có mặt bằng sạch để thi công dẫn tới công trình chậm tiến độ. Giải phóng được thì chắc kênh 1, kênh 2, kênh 3 thì bên đơn vị thi công sẽ có thể là xong trước 15 tháng 10, có mặt bằng lúc nào cũng làm, 30/4 rồi cũng làm, 29 rồi cũng có làm. Ở những điểm có mặt bằng, đơn vị thi công đã bố trí máy móc, vật tư, nhân công, làm việc khẩn trương để công trình sớm hoàn thành. Theo tốc độ tiến hành này thì chúng tôi thấy là ổn định nhanh, mong sao làm cho mau hoàn thành cho bà con gần đi. Để công trình thực hiện đúng tiến độ, đưa vào sử dụng, thì ngoài sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan, thì rất cần sự đồng thuận của người dân. Thì đến đây chúng tôi khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.